Em xin chào tất cả mọi người. Trên tay em đang cầm để giới thiệu tới anh em một sản phẩm, đấy là motor quạt sàn nóng hay còn gọi quạt két nước của dòng TOTA thông dụng nhất hiện nay. Nó gồm có cùng một thân này, nhưng nó có CL, M, S. Và dòng thông dụng nhất của nó là M, S. L của nó là dạng big, tức là dạng to, đại, thì cái đó sử dụng rất ít. Dòng này gần như nó dùng chung những cái dòng TOTA, Camry, Innova hay Vios, rất nhiều dòng có thể dùng chung. Với cái giá phải chăng, chất lượng thì ổn định, bên em cảm thấy khá ok với dòng sản phẩm này. Anh em có thắc mắc gì hay cần hỗ trợ gì thì liên hệ với em theo số điện thoại 0769086333 để được hỗ trợ và tư vấn giải đáp thắc mắc. Em xin cảm ơn anh em đã theo dõi video của em. Đây, chúng ta nhìn sơ qua cái cấu tạo của nó. Bên trong của nó sẽ là đồng, bạc và phòng bi chạy xung quanh. Bên ngoài được bao bọc bởi lớp sắt gia công theo khuôn rất chắc chắn. Phía sau được bảo vệ bằng một lớp nhôm rất chắc chắn. Các giắc điện của nó này rất chắc chắn luôn. Dây điện anh em nhìn cũng biết đấy. Em xin cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian xem video của em. Em xin chào.